cứ đi bắt lấy lồng ấy nhá. Chị ở đây chị Du cho yên tâm nha, chị Du chắc lắm. Vâng. Ờ, đi đi nhá. Lấy cái lồng to to vào nhá, chắc chắc vào nhá. Ui, con chim bảy màu á. Lần đầu tiên mình nghe thấy con chim bảy màu luôn. Thế mà để cho nó mang về nhà làm sao mà được. Bây giờ nó đi rồi thì mình sẽ bắt nó trước. Con chim bảy màu à? Đâu nhở? À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui, sao nó dễ này? À, ui, sao con chim này biết cắn à? Cũng là muốn ta xấu nhở. Mày trả gọi mấy siêu nhân nè. À, chị mang sang nhà của mama dọa lắm. À, mama kia rồi. Mình sẽ đẩy vào trong cái xô của mình và mình sẽ úp nó vào. Từ sáng giờ không gặp được con chim nào cả. Nhưng mà, ủa nhờ, ủa chị đang thấy nó dây đấy. Wow, nó khỏe thế. Con đúng là chim không ấy? Đúng rồi. Thế à? Ủa đúng rồi, em cứ đi đi nhá. Này, em cứ đi bắt lấy lồng ấy nhá. Để chị ở đây chị Du cho yên tâm nha, chị Du chắc lắm. Vâng. Ờ, đi đi nhá. Lấy cái lồng to to vào nhá, chặt chặt vào nhá. Ui, con chim bảy màu á. Lần đầu tiên mình nghe thấy con chim bảy màu luôn. Thế mà để cho nó mang về nhà làm sao mà được. Bây giờ nó đi rồi thì mình sẽ bắt nó trước. Con chim bảy màu à? À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui, sao nó dễ này? À, ui, sao con chim này biết cắn à? À, à. À, trời ơi, đây là con kỳ nhau mà. Ui, mẹ, con kỳ nhau nó cắn mình. Đây chỉ là một con kỳ nhau ngồi chơi thôi mà không mắt. Về. Mình muốn subscribe cho